Mọi thứ ở đây đều gắn liền với thời niên thiếu của anh. Chào cô cậu. Dạ. Nói thiệt, so với cuộc sống bon chen ở Sài Gòn, anh thích sự bình lặng ở nơi đây hơn. Anh Dương. Ừ. Chào anh. Anh Khác, nhìn nè. Làm trái đi anh, ngọt lắm. Xem lại ra đây. Ai biểu anh? Anh đi đâu mà không nói với em tiếng nào hết. Em ở nhà buồn muốn chết luôn. Với lại người lớn ở nhà cũng toàn nói chuyện với nhau thôi. Em có chuyện gì làm đâu. Cho nên em đi ra ngoài đi vòng vòng chơi. Xong cái em gặp anh Trọng nè. Anh Trọng còn dẫn em đi hái ổi nữa. Nè chị. Chị có rồi. Em đi chơi đã xin phép ai chưa? Mọi người trong nhà có biết em ở đây không? Dạ tại thì chưa. Tại em đi ra tới đây xong rồi em gặp anh Trọng, rồi anh Trọng dẫn em đi hái ổi luôn, nên em chưa kịp xin phép. Mọi người ở nhà đang lo lắng cho em lắm đó. Nhưng mà em còn chưa hái xong mà. Còn nhiều lắm chứ bộ. Bữa khác anh sẽ đưa em tới đây. Bây giờ thì đi về nhà liền đi nha. Để đưa em về. Xin lỗi em nha. Không sao đâu. Phiền cậu đưa Hương về nhà giúp tôi. Dạ. Chuyện nhỏ, mấy chuyện đó anh cứ để em. Cảm ơn cậu. Về thôi em. Khoan. Chị Hương cầm hết đi. Em cho chị đó. Em về nha. Em về nha chị Hương. Hôm khác á, mình gặp nhau sau. Tạm biệt anh Trọng. Ừ. Hẹn gặp lại Giao Thảo nha. Khoan, từ từ. Ăn ổi đi cầm hoài vậy? Cầm về sau ăn.